Con kính chào cô chú bác, cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Kính chúc cô chú bác sức khỏe, thân tâm luôn an lạc. Sáng giờ con xem cái clip mà Nghĩa Trọng nó đang giúp cho cái cậu nào chở một đứa con đi xe lo giống như tình trạng của trọng súng đó cô bác. Con thưa với cô chú bác nha, cô chú bác nhìn và nghe rõ con nói từng câu từng chữ nè. Trọng Nghĩa ơi, chị khuyên em một điều, nếu em là người tốt, em là một YouTuber, chị khuyên em làm nên thật sự có tâm. Từng trường hợp, từng hoàn cảnh mà em giúp, nghe chưa? Chứ không phải mà em thấy người ta như vậy. Đừng có làm trọng súng thứ hai, thứ ba, rồi 100, 1000 người giống như vậy nữa. Tiền đâu mà mạnh thường quân bên ngoài giúp đỡ. Hôm qua kia thấy cái chú Việt Kiều, chú lớn tuổi Việt Kiều nước ngoài chưa? YouTuber này làm việc như thế nào? Tại sao có những trường hợp giúp 100.000, 200.000? Mà tại sao có những trường hợp đổ xô vô mấy trăm triệu là sao? Hả? Có những trường hợp người ta giúp khổ, giúp 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và người ta đi không giúp. Giúp có 100.000 à, 200.000. Còn những trường hợp kia thì giúp mấy triệu bạc, bao nhiêu triệu bạc xuống vô để chia nhau hả? Chỉ nói cho Trọng Nghĩa biết, em phải rút kinh nghiệm từ bài học Lương Thiện giúp cho Trọng Súng đó. Em mới nhìn rõ hoàn cảnh, đi sâu sắc, đừng dàn dựng. Và đừng chưa hiểu rõ người ta như thế nào. Tiền mạnh thường quân bên nước ngoài, cộng đồng mạng bên mạnh thường quân cô chú bác rất là cực khổ. Nước mắt không đó nha em. Người ta làm đến 67 tuổi người ta mới về hôn. Dành dẫn biết bao nhiêu tiền, đồng tiền cực khổ mà gửi về, tụi em phải làm rõ ràng mới hạ giúp nha. Chị khuyên em, đừng đi vào con đường tăm tối hay chưa, đó là chị khuyên tình đó. Em giúp như vậy nè, cái khu trọ nào, cái chỗ nhà nào họ không có gạo ăn, giúp nhờ một bao gạo, một thùng mì, như vậy đi. Chị hỏi em cái tiền đâu mà em giúp những cái quần ở này. Nếu như vậy chị sẽ quy động 63 tỉnh thành, đi từng người một, đi cái xe lo giống vậy đó. Em có đủ bản lãnh, có đủ khả năng giúp người ta không? Và bản thân quân nước ngoài có đủ tiền, có điều kiện để giúp người ta như vậy không? Nếu có chị sẽ quy động. Ai cũng đi xe lo lên, văng cái võng lên nằm, văng cái võng đeo cái giường, che cái lều, vậy là xong. Vậy là lại kêu cộng đồng mạng qua giúp vậy đó hả? Hiểu rõ chưa? Người ta làm tháng 6-7 triệu, 9-10 triệu một tháng. Dịch thì mới có mấy tháng nay, một năm nay thôi, làm gì mà hết tiền hết bạc. Nếu mà ai cũng như cái trường hợp này thì biết bao nhiêu người với miền Tây lên đi cái xe lôi rồi. Tiền ở đâu mà Điều Nguyên giúp dữ vậy? Chị chưa đi sâu vào vấn đề, nhưng mà chị xin lỗi em nha, chỉ nhìn thoáng qua thôi là biết con người đó như thế nào rồi. Chị nói ít em hiểu nhiều, đừng có để cộng đồng mạng lên tiếng là dập tắt luôn á. Còn cái anh solo nhà tôi gửi lời cho anh nè, anh phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động nha. Tôi nhìn cách ăn mặc của anh, cách lời nói của anh, tôi thấy anh giả tạo rồi đó. Nói thẳng với anh luôn, anh tưởng rằng anh làm như vậy hả là người ta phải động lòng thương anh, giúp đỡ anh giống như anh Trọng hả? Quên đi, xưa rồi nha. Anh làm một tháng 7-8 triệu, 8-9 triệu, lúc chưa có bị dịch mới đây thôi, làm sao anh hết tiền? Bộ thấy anh Trọng chúng dễ kiếm tiền quá, lên tính dàn kịch tính tiền chứ phải không? Mọi người quân cực khổ lắm nha, anh mới xem lại đi nghe chưa. Anh mới đi xe lôi văng cái màn ngủ và có cái gì đó, có người lại quay cái là kiếm tiền dễ quá hả? Tôi nói cho anh biết, làm lại cuộc đời đi nha, về nhà mà sống cho đàng hoàng, chứ đừng có cái kiểu mà lên làm tiền cái kiểu đó. Ê, tôi nói cho anh nghe nha, cái anh mà ngồi than khổ nè, anh nói là anh thôi vợ hả, hay là muốn làm tiền mạnh thường quân đóng kịch hả? Quên đi nha, thưa rồi, đừng có cái kiểu mà ra ngồi khổ quá, vợ người bắt đứa thì tự giải quyết tự nuôi đi. Biết bao nhiêu người khổ, tôi hỏi anh già cả, tôi đi bán vé số kìa, còn lê lết ngoài đường khổ chưa có ăn nữa kìa. Anh còn chân còn tay còn khỏe quá mà, làm một tháng bao nhiêu triệu không để dành dụm được. Tôi thấy cái cách nói chuyện, cái cách nhìn của anh, cách ăn mặc của anh xạo lắm, nghe chưa? Không bao giờ mộng ước, không có đặt hành đâu nghe chưa, đừng có diễn phim nữa. Tôi nói cho anh biết, về sống là con người đàng hoàng đi,
về quê sống ai ở Sài Gòn được đâu, về quê mà sống đi, có cháu rau và ăn cháu rau, khi nào ổn định đi làm lại. Anh còn khỏe như vậy, chân tay còn khỏe mạnh mới đi xin cho được, là mắc khổ như người ta hay là diễn đàn để diễn đàn với nhau để đóng kịch để làm tiền à, Mạnh Thường Quân. Dạ, mà sống lại cho đàng hoàng, người đàng hoàng đi chưa, đừng có thấy thằng Trọng như vậy là dễ kiếm tiền. Không có đâu, thằng trúng người ta đang điều tra nữa kìa, nó là dân cờ bạc khổ với cha với mẹ. Tại vì Mạnh Thường Quân ở sao nó không hiểu thôi, mà YouTuber ở đây hả, có nhiều người đàng hoàng, nhiều người hả quá ấu trĩ lừa đảo, hợp lại với nhau mà lừa đảo mà Thường Quân lấy đồng tiền đó 200-300 triệu đó cũng chia nhau ăn trong đó. Chứ đừng có nói đây có tiếng nói để Mạnh Thường Quân và cô chú bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước và cộng đồng bạc, cộng đồng bạc biết rõ hiểu rõ cách làm việc của những YouTuber này như sao. Thế nó anh khổ gì, Sài Gòn đang chỉ thị 16, chỉ thị 12 đang như vậy, ai mà cho anh ra khỏi cái thị trấn, ra khỏi tỉnh mà anh dám lên đây rồi giờ anh nói vậy hả? Anh đâu ở dưới lượm dây chai thì anh ở nhà anh sống đi, cơm cháo rau gì ở dưới là cũng có đó, chỗ nào khu biệt lập người ta cũng phát gạo phát quà cho đó, sao không ăn đi, sao anh dàn dựng lên làm gì? Tôi nói cho anh nghe, đừng có dàn dựng, đừng có đóng phim nha, nghe chưa? Bỏ cái quên cái định này đi, đừng có kiểu mà làm khổ quá lên đây rồi cái ngồi lê đâu mắt cái nhờ cái nghĩ trọng hay nhờ người này người kia lập mưu lập kế lên làm tiền Mạnh Thường Quân hay làm gì. Anh lên, con mong có tiếng nói này đến Mạnh Thường Quân nha, đến tay cô chú bác Mạnh Thường Quân nha, và loại trừ những cái trường hợp như vậy, không nên gửi về giống trường hợp như vậy nữa. Trường hợp thường xuống là quá là bài học kinh nghiệm lớn lao rồi cho cô chú bác rồi, tiền bạc xương máu đổ vào đó hả, mà gửi về cho cái ăn không rồi rồi con gửi là cho cô chú bác luôn. Trường hợp này là trường hợp xảy ra nè, đây là trọng thứ hai rồi nghe, còn trọng thứ ba thứ tư và ngàn ngàn thằng trọng nữa, tiền đâu mà cô chú bác cho giúp đỡ như vậy. Còn những người cơ nhở khổ đó, thật sự đó, thất nghiệp đang ở trong nhà trọ kìa, nhà khổ biết bao nhiêu thì không lại giúp cho người ta, đi nêu ra những trường hợp này làm cái gì, có chính đáng hay không? Cô chú bác nhìn rõ đi, nó muốn làm thằng trọng thứ hai nè, rồi 3, 4, 5, 6, 7 thằng trọng nữa, 10, 100 thằng trọng nữa, tiền đâu mà cô bác giúp. Tôi nói cho mày nghe nè, không để ai lại giúp đỡ mày hay dàn dựng hay giúp đỡ mày số tiền mày ăn uống ở đó, rồi bây giờ mày nói là có 34 ngàn mày ăn, mày nói rõ đi, tôi nói cho mày nghe, bỏ quên cái bẩn đó đi nha, ai giúp đỡ mày, ai dàn dựng cho mày, mày nói đi, mày nói đi, cộng đồng mạng cho mày số tiền về quê, đừng có kiểu cách đó nha, đừng có qua mặt cộng đồng mạng mạnh lắm đó. Mạnh Thường Quân ở xa nhưng mà cộng đồng mạng ở đây sáng suốt lắm đó. YouTuber có một thằng tốt thằng xấu chứ không ai cũng tốt hết, cũng ai xấu hết. Cho nên tao khuyên mày đi về đi, bỏ quên cái ý định này đi, đừng có dàn cảnh nữa. Ở đây chỉ thị 16 có ai cho ra đường đâu mà làm như vậy. Con thiết tha yêu cầu, con xin với cô chú bác cộng đồng mạng trong và ngoài nước, hãy nhìn rõ hoàn cảnh này, đây là bài học nữa nha. Nó muốn làm thằng trọng thứ hai này để làm tiền, cô chú bác gửi về mấy trăm triệu một tỷ cho đồng bọn của nó chia với nhau nha cô chú bác. Rồi tao nói cho mày nghe, mày đừng có dính tù nữa, đừng có nói vợ thế này thế kia, tụi bay vợ chồng tụi mày dàn cảnh với nhau. Bây giờ có một người đứng sau đỡ đầu cho tụi bay nữa nè, tắt hết cho tụi bay nữa nè, đúng không? Những người muốn phim á là muốn làm tiền gọi cộng đồng mạng với Mạnh Thường Quân, giống như là có vụ của thằng trọng vậy đó, có vợ nhà mà tan rã vậy đó, mỗi tan rã thì tự giải quyết đi. Mày nói là làm gì, là mắc khổ cho người ta làm giúp đỡ tụi bay hả? Đừng dựng kịch nữa, bỏ quên đi, đi về quê đi, nghe chưa? Cộng đồng mạng mạnh lắm đó. Còn về YouTuber nói chung luôn nè, nếu các anh các em có làm việc là chính đáng, nhớ lương tâm mình nha. Còn làm việc mà cái vụ bè phái mà đem về Mạnh Thường Quân gửi tiền nhà mấy trăm triệu để chia nhau vậy, đừng nên, nghe chưa? Đừng bao giờ có ý đồ đó nha, nghe chưa? Tiền Mạnh Thường Quân làm nước mắt là máu không đó, con gửi lời đến cô chú bác Mạnh Thường Quân luôn, đây là bài học thứ hai, muốn làm trọng súng nè, nghe chưa cô chú bác? Con xin cô chú bác hãy nghe lời tụi con nói nha, đừng bắt mua tụi này nữa nha, tụi này bây giờ nó làm quỷ làm ma nó loạn lắm rồi, cho tụi mày biết, nghe chưa? Cũng có em cháu ở bên đó, đừng có lừa gạt Mạnh Thường Quân, ăn đồng tiền cũng ói là máu thôi. Rồi chị có vài lời nó nghĩa trọng nha cưng, em là một YouTuber, chị nhiều khi chị nhìn cái cảnh em giúp người ngoài đời em chị cũng thương lắm, đúng, nhưng mà thôi em à,
100, 1.000 cái bằng cảnh giả tạo nữa. Bây giờ thì hay không không biết được. Em nên cho những cái nhà trọ, những cái gia đình nào thật sự khổ đó, bệnh hoạn, em giúp đỡ người ta. Ở ngoài cảnh nha, ngoài đường thiếu gì cái cảnh. Bây giờ chị đem 63 tỉnh thành lên, chị đem hết trục xuất hết những người ra đi chạy xe ôm lên, em giúp được không? Được không? Em đủ, đâu có đủ bản năng, đâu có đủ bản lãnh, thấy chưa? Cho nên đừng có thấy như vậy, người ta nói vài câu cái là trời ơi ngủ cái lều, cái giọng thấy thương rồi quá, nó dàn dựng. Chị nói vậy cho em biết bài học của thằng trộm súng là thấy Lê Văn Thiện người ta lên án ghê chưa? Đừng nghĩ là kênh lớn hay nghĩ, đừng nghĩ là mình một phóng viên. Chị nói em, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, đi đêm có ngày gặp ma. Ông có đạo đức thế nào, ông Phật cũng soi sáng à, không có làm lâu bền đâu. Cộng đồng mạng mà đứng lên cái là dập tắt cái kênh liền, lớn cỡ nào cũng dập tắt cái, nó còn cà chớn mà đi tù luôn. Trời ơi, lợi dụng đồng tiền mình trong con gì mà trục xuất như vậy, ăn đồng tiền người ta vậy có được không? Em đừng có này thấy đó mà làm gương, đừng bao giờ học theo những cái thói như thằng đó nữa. Chị nói em đi, bây giờ người ta nhìn nhiều lắm đó, để ý nhiều lắm á. Đừng nghĩ là kênh lớn, đừng có nghĩ là nói là phóng viên thế này nhà báo là người ta không nói gì tôi nói đâu nha. Còn em làm sao cho đúng nghĩa đúng lương tâm em. Chị khuyên em một điều, mình còn nhỏ tuổi, đừng hợp đồng, đừng ăn chung với ai hết á. Một mình em làm em có lương rồi, em không phải hai bàn tay trắng em làm nên. Chị nói vậy đó, chứ đừng có thấy mình có hoàn cảnh gì cái nhào vô suy nghĩ lại đi. Chị khuyên em một điều khi chân thành luôn đó, còn những cái kênh nào á làm việc không vô lương tâm vô nhân sĩ đó, hãy nhìn lại thái độ của mình. Cộng đồng mạng mà đứng lên chỉ có sạch kênh thôi, còn tiền của thằng đi chị khuyên em giữ lại nha. Nó là xảo trá, mẹ nó là xảo trá, chị cho em biết, đừng để cộng đồng mạng lên tiếng em dập tắt em luôn á. Cái vụ của thằng đi chị nói cho em nghe, thấy chưa, thằng đi là quá xấu xa rồi đó. Còn cái vụ này chị khuyên em cho 500 triệu 2 triệu đi lên cho đi, ở xong rồi giải quyết cho đói mà người đó nhiều đi qua về quê. Chứ em đừng có, mình đừng có dựng cảnh lên giống như cái thằng Trọng là không có được đâu á nha. Chị nói rồi đó, em mà làm vậy là coi anh là anh người vô liêm sỉ lắm đó. Chị nói thiệt á, chị mới biết em vậy thôi, bên ngoài chị thấy em cũng tốt thiệt, nhưng mà đừng vì chỗ đó và đừng có vì đồng tiền mà mù mắt làm việc quên lý trí. Nhớ nha em, mình còn nhỏ mà, làm gì có lương tâm chút xíu. Em cho nó 1 triệu 2 triệu rồi thôi, quay vô cái nhà người ta, đến sâu sát từng hoàn cảnh từng nhà người ta, đó mới là hay. Đi ông rong ngoài đường tắc khổ cho người ta 500 triệu được rồi, đừng có giúp giống như cái trường hợp thằng nhà thằng Trọng đó nha. Người ta khổ lắm đó. Ở bên kia cô bác già cả lãnh tiền hưu không à, khổ lắm đó em à. Chỉ có vài lời gửi đến em đó, làm gì phải sâu sát chút xíu. Rồi, ok chị. À, thì cái câu chuyện này thì Trọng cũng mới quay lên, thì cũng chưa biết được là Trọng sẽ giải quyết như thế nào và điều tra như thế nào. Nhưng mà tất cả cộng đồng mạng xã hội thì cũng rất là mong Trọng sẽ có những cái tìm hiểu thật sự sâu sắc và chính xác để giúp đỡ đúng Đúng hoàn rồi, cảnh, đúng người. Tại vì hoàn đúng cảnh rồi, của một Trọng Sún á, thì cũng đã có xuất hiện rồi. Và bây giờ lại tiếp đúng tục xuất hiện một Trọng Sún nữa, thì không biết rằng là sau này sẽ có nhiều cái Trọng Sún nữa hay không. Rồi người miền Tây ở đâu cứ sắm một cái xe lôi đi lùng quanh đi cái thành phố đó, rồi gọi điện tới rồi. hết kênh YouTube này, kênh YouTube kia á, thì lại có người giúp đỡ. Thì như vậy thì nó quá chi là nó lộn xộn. Thì cũng rất mong là Nghĩa Trọng là có những cái này cái kia. Tại vì cô bác khán giả trong ngoài nước cũng gọi điện cho Lực Tàng rất là nhiều, cho nên là khán giả cũng rất là bức xúc và cũng sợ về cái trường hợp gọi như là giúp người sai giống như Trọng Sún ngày Đúng xưa nữa, thì nó rất là phức tạp. Thì lực lực tàng cũng có đôi lời gửi Nghĩa như vậy đó. Thì chị cũng cảm ơn chị nha, thì hôm nay cũng đã có những cái lời nhận xét như vậy. Thì cũng chắc có lẽ là chị cũng mong cho là cái câu chuyện nó không có xảy ra cái sự lùm xùm thôi, chứ còn giúp người rồi. thì là cái chuyện tốt, đúng không chị? Đúng rồi. Rồi con gửi lời kính chúc sức khỏe cô chú bác trong nhà ngoài nước, mong luôn ăn là có nhiều sức khỏe, chúc em được nhiều sức khỏe như lực tàng. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha, rồi chúc chị sức khỏe. Rồi, bye bye em.